Chào mừng các bạn đến với kênh hướng dẫn móc đen của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc mặt lưng của chiếc áo crop top nhiều họa tiết nha. Các bạn ơi, hãy cho mình một tim và một follow để mình có động lực ra nhiều video hơn nha. Về mặt lưng, có chiều dài bằng 1/2 vòng 1 và mình móc các họa tiết giống y chang họa tiết của mặt áo phía trước nha. Chỉ là mình móc một màu chủ đạo thôi và mình không cần đổi màu nữa. Từ hàng 1 đến hàng 17, mình móc giống mặt áo ở phía trước nha các bạn. Hàng 18 mình sẽ móc giống hàng 10, hàng 19 mình móc giống hàng 5, hàng 20 mình móc giống hàng 6 và hàng 21 mình sẽ móc giống hàng 7. Các bạn ráng xem lại các clip trước giúp mình nha. Vì video khá dài á nên mình chỉ nói sơ lại từ hàng 1 đến hàng 21 thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục từ hàng 22 trở đi nha. Nhưng ở phần mặt lưng này có vài hàng mình sẽ móc khác một xíu so với chat. Vì khi mình móc xong á các bạn, hai bên nách không đều nhau nên mình có chỉnh sửa lại cho gần đều một xíu thôi. Còn chính xác 100% thì rất khó luôn á, tại vì mình tháo đi tháo lại cũng 5 lần rồi á. Để móc được hàng 22, đầu tiên các bạn lên cho mình 3 bính. Sau đó mình bỏ qua khoảng trống đầu tiên, mình móc vào chân của mũi đơn một mũi kép đơn. Tiếp theo lên một bính, tại khoảng trống tiếp theo mình móc một mũi kép đơn. Rồi mình lại lên một bính, tại chân của mũi kép mình móc vào một mũi kép đơn. Mình tiếp tục lên một bính, khoảng trống tiếp theo mình móc một mũi kép đơn. Hàng này các bạn cứ lặp lại cho mình cụm một mũi kép đơn lên một bính tại khoảng trống tại chân mũi đơn và chân mũi kép nha các bạn. Đến cuối hàng mình còn một mũi đơn và khoảng trống của dây bính, mình vẫn tiếp tục lên một bính nha. Rồi mình móc vào chân của mũi đơn một mũi kép đơn nè các bạn. Còn khoảng trống mình bỏ qua không móc vào nha, giống y chang đầu hàng mình bỏ qua một khoảng trống á. Đến hàng 23 mình lên 3 bính xoay lên lại, tại khoảng trống đầu tiên của một bính mình móc vào hai mũi kép đơn chung chân. Khoảng trống tiếp theo mình cũng móc vào hai mũi kép đơn chung chân. Cứ một khoảng trống các bạn cứ móc vào cho mình hai mũi kép đơn chung chân cho đến cuối hàng nha. Cuối hàng mình còn một khoảng trống của một bính và khoảng trống của dây bính, thì mỗi khoảng trống mình móc vào một mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ nhất tiếp tục tại chân của dây bính. Ở đây các bạn có thể móc vào chân dây bính hoặc là móc vào khoảng trống đều được nha. Một mũi kép đơn nè. Đến hàng 24 mình lên 3 bính xoay lên lại, tại khoảng trống của thân kép đơn bên tay phải và thân kép đơn bên tay trái, các bạn sẽ móc vào cho mình một mũi kép đơn nha. Tiếp tục mình lên một bính, cứ tại khoảng trống giữa hai mũi kép đơn chung chân nè các bạn. Đây, các bạn lặp lại cho mình cụm một mũi kép đơn lên một bính nha. Cuối hàng 24 mình còn một khoảng trống nè các bạn, thì mình cũng móc vào đây một mũi kép đơn nha. Ở đây mình lên một bính rồi nè. Mũi kép đơn đầu tiên, ở đây mình không lên thêm bính nào nữa nha. Rồi tại dây bính cuối cùng, mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Đến hàng 25 mình lên một bính, xoay lên lại. Tại chân vừa lên bính, mình móc vào một mũi đơn. Tiếp tục mình lên 4 bính. Mình bỏ qua chân kép đầu tiên, mình móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn. Sau đó lên 6 bính. Tiếp tục bỏ qua chân kép đầu tiên, mình móc vào chân mũi kép thứ hai một mũi đơn. Các chân tiếp theo các bạn lặp lại cụm, mình lên 4 bính, bỏ qua chân kép đầu tiên, móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn, lên 6 bính, bỏ qua một chân kép, móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn cho đến cuối hàng nha. Khi mình còn một chân kép và một chân dây bính, tiếp tục các bạn lên cho mình 6 bính. Rồi mình cũng bỏ qua chân kép đầu tiên, mình móc vào dây bính một mũi đơn. Hàng 26 mình lên 3 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống của dây 6 bính, mình móc vào cụm một mũi kép. Lên 2 bính và 4 mũi kép. Tiếp theo tại khoảng trống của dây 4 bính mình móc vào một mũi đơn. Đến khoảng trống của dây 6 bính tiếp theo mình móc vào cụm 4 mũi kép đơn. Lên 2 bính và 4 mũi kép đơn. Tiếp tục là mũi đơn tại dây 4 bính. Mình lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng tại khoảng trống của dây 4 bính, mình móc vào một mũi kép đơn. Đáng lý ra cuối hàng là cụm 4 mũi kép đơn, 2 bính và 2 mũi kép đơn chung chân. Nhưng mà mình bỏ cái cụm nó đi rồi nha các bạn. Đến hàng 27 mình lên 4 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống đầu tiên mình móc vào một mũi đơn. Mình lên 3 bính, tại chân của mũi đơn mình móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục mình lên 3 bính và mình lặp lại, tại chân của khoảng trống mình móc vào một mũi đơn. Các bạn lặp lại cụm trong ngoặc đơn cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng mình còn một chân khoảng trống và một chân bính, mình sẽ giảm hai chân đó thành một nha. Ở đây mình vẫn lên 3 bính bình thường nè. Tại khoảng trống mình đâm kim qua lấy len lên. Tiếp tục tại chân thứ ba của dây bính mình đâm kim qua lấy len lên.
Trên kim có 3 vòng len, mình lấy len kéo qua 3 vòng, mình đã giảm 2 chân thành 1. Đến hàng 28, mình lên 4 bính, xoay len lại. Đầu hàng này mình móc giống hàng 22, mình bỏ qua khoảng trống đầu tiên, mình móc vào chân kép đơn, một mũi kép đơn, lên một bính. Tại khoảng trống, mình móc vào một mũi kép đơn, tiếp tục lên một bính. Tại mũi đơn, mình móc vào một mũi kép đơn. Rồi các bạn lặp lại trong ngoặc đơn, tại khoảng trống, tại mũi kép, tại khoảng trống, tại mũi đơn, cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng mình còn một khoảng trống, ở đây mình vẫn lên một bính như bình thường nè. Mình móc vào khoảng trống một mũi kép đơn. Đến hàng 29, mình lên 3 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống của dây bính đầu tiên, mình móc vào một mũi kép đơn. Khoảng trống tiếp theo, mình móc vào 2 mũi kép đơn. Các khoảng trống tiếp theo, mình đều móc vào 2 mũi kép đơn chung chân như các bạn. Mình lặp lại cho đến khoảng trống cuối hàng. Đến cuối hàng, mình còn 2 khoảng trống, thì mỗi khoảng trống mình móc vào một mũi kép đơn. Khoảng trống thứ hai, các bạn có thể móc vào dây bính hoặc là mình móc vào khoảng trống cũng được nhé. Ở đây là mình móc vào dây bính thứ ba nè. Đến hàng 30, mình lên 4 bính, xoay len lại. Khoảng trống giữa chân kép bên trái và chân kép bên tay phải, mình móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bính, khoảng trống tiếp theo mình cũng móc vào một mũi kép đơn. Lên một bính, cứ mỗi khoảng trống giữa hai mũi kép chung chân, các bạn cứ móc cho mình một mũi kép đơn và lên một bính nha. Khoảng trống cuối nè các bạn, mình cũng móc vào một mũi kép nha. Ở đây là mình lên một bính rồi nè. Tiếp tục mình lên một bính, tại dây bính mình móc vào một mũi kép đơn. Hàng 31 mình lên 3 bính, xoay lên lại. Tại mỗi khoảng trống của một bính ở phía dưới, mình móc vào hai mũi kép đôi chung chân nha các bạn. Hàng này thì dễ rồi ha. Đến hàng 32 mình lên 4 bính, xoay lên lại. Hàng này mình móc giống hàng 30 á các bạn. Cứ mỗi khoảng trống giữa hai mũi kép đơn chung chân nè, mình móc vào một mũi kép và lên một bính. Đến cuối hàng tại dây bính thì mình cũng móc vào một mũi kép đơn luôn nha. Đến hàng 33 mình lên một bính, tại chân vừa lên bính mình móc vào một mũi đơn. Tiếp tục mình lên 6 bính, bỏ vào chân kép đầu tiên, mình móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn. Tiếp theo mình lên 4 bính, mình cũng bỏ qua chân kép đầu tiên và móc vào chân kép thứ hai một mũi đơn. Rồi các bạn lặp lại trong ngoặc đơn giúp mình nha. Cuối hàng mình còn 2 chân kép rồi các bạn. Ở đây là cụm 4 bính của mình nè. Thì mình tiếp tục lên 4 bính nữa nha. Mình bỏ qua 2 chân kép, mình móc vào dây bính một mũi đơn. Đến hàng 34 mình lên 3 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống dây 4 bính mình móc vào cụm một mũi kép đơn, lên 2 bính. Tiếp tục là 4 mũi kép đơn nữa chung chân. Tại khoảng trống dây 4 bính tiếp theo mình móc vào một mũi đơn. Khoảng trống tiếp theo mình móc cụm 4 mũi kép đơn, lên 2 bính và 4 mũi kép đơn. Tiếp tục tại dây 4 bính thì mình móc vào mũi đơn, mình cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nha. Cuối hàng mình có cụm 4 mũi kép đơn nè các bạn, mình móc xong 4 mũi kép đơn rồi. Bây giờ mình lên 2 bính, tại chân đó mình móc tiếp một mũi kép đơn nha. Chân mũi đơn cuối cùng mình móc vào một mũi kép đơn. Đến hàng 35 mình lên 2 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống của dây 2 bính ở phía dưới á, mình móc vào một mũi đơn. Tiếp tục mình lên 3 bính, tại mũi đơn ở phía dưới mình móc vào một mũi kép đơn. Rồi mình lặp lại nha. Mình lên 3 bính, tại khoảng trống móc một mũi đơn. Lên 3 bính, tại chân mũi đơn thì mình móc vào một mũi kép đơn. Đến cuối hàng mình còn một khoảng trống nè các bạn. Mình vẫn lên 3 bính nha. Mình móc vào đây một mũi đơn. Tiếp theo mình lên một bính, tại dây bính tiếp theo mình móc vào một mũi đơn. Từ hàng 36 đến hàng 40 mình bắt đầu móc phần vai áo. Mình đặt phần mặt trước lên mặt lưng, mình nhóng xuống để xác định chân tạo vai áo. Bạn nào mà móc y chang chắc hình á thì mình không cần làm như vậy ha, vì mình móc theo sai nên mình phải chỉnh lại cho phù hợp nè. Vai bên kia mình cũng nhóng qua tương tự nha. Hàng 36 mình lên 4 bính, xoay lên lại. Tại chân của mũi đơn mình móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục mình lên một bính, tại khoảng trống mình móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bính, tại chân kép mình móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bính, tại khoảng trống mình móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bính, tại mũi đơn mình móc vào một mũi kép đơn. Mình lên một bính rồi mình cứ lặp lại xen kẽ cho đến cái điểm mình đánh dấu để tạo dây áo. Ở đây mình vẫn lên một bính nha. Rồi, thay vì mình móc mũi kép đơn tại khoảng trống thì mình bỏ khoảng trống, mình móc mũi kép đơn vào chân của mũi đơn. Vậy là mình đã móc xong hàng đầu tiên của vai áo rồi nè các bạn. Đến hàng 37 mình lên 3 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống phía dưới mình móc vào một mũi kép đơn.
Tiếp tục khoảng trống thứ hai, mình móc vào 2 mũi kép đơn. Các khoảng trống tiếp theo, mỗi khoảng trống mình đều móc 2 mũi kép đơn cho đến cuối hàng nha. Đến hàng 38, mình lên 4 bính, xoay lên lại. Tại khoảng trống giữa kép đơn bên này với kép đơn bên kia, mình móc vào 1 mũi kép đơn, lên 1 bính. Tiếp tục khoảng trống tiếp theo, 1 mũi kép đơn, lên 1 bính. Và mình lặp lại như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng, tại dây bính các bạn cũng móc vào cho mình 1 mũi kép đơn nha. Đến hàng 39, mình lặp lại giống hàng 37 nha các bạn. Hàng 40 thì mình lặp lại giống hàng 38. Mình gặp lại các bạn sau khi xong hàng 40 nha. Xong hàng 40, các bạn lên thêm một bính nữa và mình cắt len đi. Vậy là mình đã xong một bên của vai áo. Vai áo bên này mình đếm vào là 3 cụm. Thì vai áo bên kia mình cũng đếm vào cụm thứ 3 nha. Rồi mình đưa kim qua ha, rồi mình lấy len lên. Hàng đầu tiên mình lên 4 bính. Mình móc ngược so với vai bên này nha các bạn. Đây, mình sẽ bỏ qua khoảng trống đầu tiên. Mình móc vào chân của mũi kép, một kép đơn. Tiếp theo mình lên một bính. Tại khoảng trống mình móc vào một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bính. Tại mũi đơn mình móc vào một mũi kép đơn. Lên một bính. Tại khoảng trống một mũi kép đơn. Lên một bính. Các bạn cứ lặp lại cụm một mũi kép đơn, lên một bính cho đến cuối hàng nha. Đến cuối hàng mình cũng lên một bính. Tại dây bính mình móc vào một mũi kép đơn. Từ hàng 2 đến hàng 5 mình lặp lại xen kẽ hàng 37 và hàng 38 giống cái cạnh vai bên kia nha các bạn. Tiếp theo mình bắt đầu viền áo nha. Nếu đây là mặt phải của các bạn thì mình sẽ bắt đầu viền từ vai xuống thân. Còn nếu đây là mặt trái thì mình sẽ viền ngược lại, tức là mình sẽ móc từ vai xuống cổ. Sau khi thực hiện 1/2 của mũi kép hàng 40, mình bắt đầu đưa len trắng vào để viền áo. Mình lên một bính, rồi mình xoay ngang lại nè các bạn. Tại thân của mũi kép mình móc vào 2 mũi đơn. Các bạn đồng thời giấu len đi luôn nha. Tại thân của dây bính mình móc vào 2 mũi đơn. Một là các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi đơn, hoặc là ở phía trước đây có khoảng trống nè thì mình móc vào 1 mũi đơn. Thì tại thân bính mình chỉ móc vào 1 mũi đơn nữa thôi. Bây giờ mình đưa kim qua khoảng trống đầu tiên nè các bạn. Các bạn nhớ giấu len đi luôn nha. Rồi mình kéo len qua được mũi đơn. Tiếp tục tại khoảng trống của dây bính mình chỉ móc vào 1 mũi đơn thôi. Vậy là mình đã đủ 2 mũi đơn rồi đó các bạn. Đến thân chân kép tiếp theo, ở phía trước cũng có một khoảng trống. Mình móc vào khoảng trống này 1 mũi đơn. Thì thân kép mình cũng móc vào 1 mũi đơn thôi. Mũi đơn thứ nhất tại thân kép. Mũi đơn thứ hai. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho mình nha. Tại thân của mũi kép thì mình móc vào 2 mũi đơn. Còn thân của dây bính thì bao nhiêu bính thì mình sẽ móc bấy nhiêu mũi đơn. Sau khi mình giấu len được một đoạn rồi thì mình cắt đi nha. Thực sự viền cái này không có khó đâu các bạn. Các bạn cứ canh chỉnh làm sao cho mũi đơn nó đừng có thưa quá, mà cũng đừng có sát quá là được rồi ha. Khoảng trống của một bính mình móc vào một mũi đơn. Chân kép mình móc mũi đơn. Khoảng trống một bính mình móc một mũi đơn nè các bạn. Cũng dễ mà đúng không? Rồi ở phần thân áo phía dưới cũng như vậy luôn nha các bạn. Ở đây là dây 5 bính nè, thì cứ mỗi chân mình sẽ móc vào một mũi đơn. Sau khi viền xong thân áo, đến cuối hàng các bạn móc mũi trượt tại chân mũi đơn đầu tiên giúp mình nha. Mình lấy mẫu của mặt áo phía trước nha các bạn, tại mình quên quay rồi đó. Sau khi xong các bạn lên thêm một bính rồi mình cắt len đi. Sau khi mình móc xong 3 mảnh, một mặt lưng và 2 mặt trước, thì mình bắt đầu nối lại với nhau nha các bạn. Mình nối 2 vai lại nè, và mình nối bên hông lại với nhau. Đầu tiên mình sẽ may vai áo lại với nhau. Các bạn đưa mặt phải vào bên trong và mặt trái ra ngoài. Tại chân đầu tiên mình đâm từ chân bên này qua chân bên kia, mình lấy len lên. Ở đây các bạn dùng len màu gì nối cũng được nha. Tiếp theo mình lên một bính. Tại chân vừa lên bính đó các bạn, là mình móc vào một mũi đơn nha. Rồi các bạn đồng thời giấu sợi len thừa giúp mình luôn. Chân tiếp theo mình cũng đưa kim từ chân bên này đối xứng qua chân kia. Rồi mình cũng giấu sợi len luôn. Mình lấy len qua, mình móc một mũi đơn. Các chân tiếp theo mình cũng móc đối xứng như vậy nha các bạn. Từ bên này mình đưa kim qua bên kia tạo mũi đơn. Và các bạn làm như vậy cho đến cuối hàng nha. Cuối hàng khi xong các bạn lên thêm một bính và mình cắt len là xong. Mình có quay khúc này mà đâu mất tiêu rồi á. Hai bên thân áo các bạn cũng may tương tự như là vai áo, nhưng mà mình may cho đến hàng 16 thôi nha. Mình chập hai mảnh lại với nhau làm sao cái họa tiết mình đối xứng với nhau là được nha các bạn. Ở đây là mình có nối được một đoạn rồi nè. Các bạn thấy không? Khi mình chập hai cái mảnh lại với nhau là các họa tiết nó đối xứng luôn nè các bạn. Các bạn móc tới hàng màu xanh lá cây là mình lên thêm một bính nữa là mình ngưng nha. Rồi mình dùng kim giấu len thừa đi nha.
Vậy là mình đã may xong một bên của thân áo. Đây, các bạn thấy, họa tiết hai bên mình đối xứng với nhau nè các bạn. Vai áo còn lại và thân áo còn lại các bạn cũng lặp lại tương tự như vừa rồi nhé. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu tạo bèo cho áo. Từ thân phía dưới bên tay trái, mình viền lên trên phía cổ áo, lên trên vai. Mình vòng ngược qua mặt lân, rồi mình vòng qua thân bên tay phải, xuống ở phía dưới, rồi mình vòng xuống mặt lân. Về lại điểm bắt đầu đấy các bạn nha, mình viền như vậy nhé. Mình sẽ bắt đầu tại thân trước của bên tay trái. Mình đưa kim qua, lấy len lên. Ở hàng này mình sẽ dùng len của màu chủ đạo nha các bạn. Rồi mình lên một bính. Mình bỏ qua hai chân đầu tiên. Đây là chân đầu tiên, chân thứ hai. Mình móc vào chân thứ ba, cụm 5 mũi kép đơn chung chân. Các bạn nhớ giấu len giúp mình luôn nha. Mình kéo qua hai vòng đầu tiên nè, rồi mình kéo qua hai vòng còn lại. Được mũi kép đơn thứ nhất, tiếp tục tại chân đó luôn. Mình được mũi kép đơn thứ hai, các bạn móc thêm cho mình 3 mũi kép đơn nữa nha. Sau khi xong cụm 5 mũi kép đơn chung chân, tiếp tục mình bỏ qua hai chân. Mình móc vào chân thứ ba một mũi trượt. Mình đâm kim qua, lấy len lên. Các bạn nhớ giấu sợi len thừa giúp mình nha. Mình lấy cái vòng len đó kéo qua vòng len trên kim luôn. Tiếp tục mình bỏ qua hai chân, mình móc vào chân tiếp theo cụm vừa rồi, tức là 5 mũi kép đơn chung chân. Tiếp tục bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ ba một mũi trượt. Ở hàng này các bạn lặp lại cho mình. Mình bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ ba 5 mũi kép đơn chung chân nè. Sau đó bỏ qua hai chân, móc vào chân tiếp theo một mũi trượt. Và mình cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng nhé. Đến cuối hàng tại chân ở đầu hàng mình kết một mũi trượt. Sau đó các bạn lên thêm cho mình một bính nữa và mình cắt len đi ha. Tiếp theo mình sẽ viền lại phần áo từ phía nách cho đến vai và từ vai ngược lại nhé. Mình đưa kim qua tại mặt lưng ở phía dưới nè các bạn. Rồi mình lấy len qua, mình cũng dùng len màu xanh luôn nha, là màu chủ đạo á. Sau đó mình lên một bính, tại chân vừa lên bính mình móc vào một mũi đơn. Viền cái này thì các bạn dễ rồi ha. Rồi chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Các chân tiếp theo, mỗi chân mình đều móc một mũi đơn nha các bạn. Và mình lặp lại như vậy cho đến cuối hàng. Các bạn nhớ là đồng thời mình cũng giấu len thừa đi luôn nha. Mình còn một chân cuối nè các bạn, mình móc vào đây một mũi đơn ha. Rồi mình kết mũi trượt tại chân mũi đơn đầu tiên nè. Mũi đơn là mũi nằm ngang nè, còn đây là một bính mình lên lúc đầu nè. Nên các bạn cũng dễ phân biệt mà đúng không? Sau đó mình lên thêm một bính nữa và mình cắt len nha. Các bạn cũng làm tương tự như vậy cho phần nách ở bên kia nha, phần ống tay áo còn lại nè các bạn. Và công đoạn cuối cùng không thể thiếu đó là mình sẽ khâu nút vào nha. Các điểm này mình sẽ khâu nút vào nè các bạn. Tại khoảng trống giữa hai mũi mà mình bỏ qua á. Đây nè, chỗ này là mình sẽ gài nút vào nha. Các bạn cứ canh chỉnh làm sao cho nó phù hợp là được. Ta-da, vậy là mình đã móc xong chiếc áo crop top có nhiều họa tiết này rồi nè các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết clip. Mình chúc các bạn thành công nha. Bye.